Rồi em xin phép em chào tất cả cô chú anh chị mình đang xem video của vườn Lan Sĩ anh chị ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị mình một cái dòng hoa đen ru nắng bà liễu, mặt hoa rất là đẹp luôn nha cả nhà. Dòng này hoa thì khỏi chê rồi, cho nên chị em mình tham khảo giúp em ha. Thì em đang ra đi cái dòng này là cái chậu phi 18 nha anh chị ha. Chậu phi 18. Đó, cây thì nó như thế này. Nó tầm dao động tầm 3 thân, 4 thân anh chị ha. Nhớ nhà mình liên hệ giúp em ha anh chị nha. Thì cái sản phẩm này thì bên em ra đi là 280.000 một chậu nha anh chị ha. Là ship có toàn quốc, cây có vòi luôn. Tại nhiều khi có vòi có cây không anh chị ha, cây thì nhầm tầm 2 vòi. Nhưng mà cái này mình giữ giống anh chị ha, giữ giống thì rất là hay. Thì giống này bà liễu anh chị mình biết, cái giống nó hoa nó ship hàng nó đều nhau hết nè anh chị ha. Đó, rồi cánh nó bay lên nè. Cánh dài và hoa rất là thơm. Cho nên chị em mình nên giữ cái giống bà liễu này là bà liễu Việt Nam chuẩn anh chị ha. À, dồi hoa nó dài khoảng tầm 240 cm. Nếu mà nó ra một cây nó ra có khả năng lên 2 vòi 3 vòi là chuyện nhỏ, rất là nhỏ nha. Bên này có cây lên 3 vòi. Đây, cây này lên 3 vòi nha anh chị em ha. Cây này 1 vòi nè, 2 vòi nè, 3 vòi nè. Đó, một chậu bông chậu như thế này nó rất tới 10 cả chục chậu bông luôn á. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ anh chị em ơi. Thì hiện tại dòng này nó đang lên lên nụ. Đó, anh chị em thấy cái nụ không? Đó, cái nụ nè. Rất là đẹp, cái này 2 vòi, cái kia 2 vòi, cái kia 2 vòi. Ồ, tầm là 2 vòi hết anh chị. Đó, cả nhà mình tham khảo giúp em ha. Dòng bà liễu này thì nó chuẩn rồi, chuẩn không cần chê luôn á, không chỉnh. Dòng này hoa nở tầm 2 tháng. Thì bên em ship code toàn quốc nha anh chị em ha. Ship code toàn quốc có nghĩa là bên em ship bên bưu điện. Anh chị em mình nhận hàng rồi có thể kiểm tra hàng nha anh chị em ha. Dòng bà liễu này nó cây rất là đẹp anh chị ha. Dòng bà liễu mà Việt Nam thì cây nó không có mập mấy anh chị ha. Cây nó cũng vừa thôi. Thì giá ra đi của em nó một chậu là 280.000. Thì bên em không có cung cấp sỉ cái dòng này nha, tại vì chủ yếu là để cho anh chị mình chơi Tết thôi. Chứ khách sỉ thì em không có cung cấp tại vì số lượng rất ít anh chị, số lượng có hạn. Thì nó dao động cái chậu phi 18 thôi, em bán chậu phi 18 thôi, có chậu lớn nữa nhưng mà em không có ra chậu lớn anh chị. Chỉ ra trước là cái chậu phi 18 này để anh chị mình giữ giống ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video, anh chị em thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ vườn Lan Sĩ anh chị ha. Đó, thì cái dòng nó như thế này nó chỉ ít bông thôi nhưng mà nó cũng rất khá là đẹp, mà nắng nắng lên như thế này nè anh chị, trời nó thơm, mà nó thơm chịu không có nổi luôn. Một cái dồi hoa anh chị mình thấy một cái dồi hoa rất là đẹp và rất là căng. Em đang đứng trước cái camera trước cái dồi hoa này nó rất thơm chịu không có nổi luôn á anh chị ơi, rất là thơm luôn. Và cây này thì nó nhảy hướng tùm lum hết, em không có lựa hướng nha, quên nó, lưu ý một điều nè. Ví dụ như cây con mình nó trồng lên á thì nó cái này nó lên theo hướng này thì nó được một hướng, nhưng mà lâu lâu nó nhảy bên đây được cái nữa là được hai hướng. Nhưng mà không có nhiều anh chị mình mua hàng nhưng mà đòi bốn hướng, trời ơi, một cái chậu trồng từ nhỏ lên làm sao có bốn hướng. Từ khi mình mua hai ba chậu mình ghép vô thì từ nhỏ mà cây lúc ban đầu mình trồng á, ví dụ như hai cây nhỏ quá mình ghép vô hai chậu vô một cái chậu mình trồng từ bé á, thì nó nhiều khi nó còn nhảy lên được hai hướng nha anh chị em ha. Chứ còn mà khơi khơi mình mình trồng lớn rồi mà thì đòi bốn hướng không có, khó khó lắm anh chị, rất là khó khăn cho chuyện lựa hướng. Đây, dồi hoa rất là đẹp nha anh chị ha. Hoa này nở tầm 2 tháng mới tàn. Thì cho nên anh chị em mình cứ yên tâm về cái độ bền bông. Đó, cả nhà mình ha. Thì bên em cũng có những cái sản phẩm sử dụng mà giúp cho cây ra rễ, rồi có thể là giữ cho bông lâu tàn luôn và dưỡng cây nhảy mầm luôn nha anh chị em ha. Thì có những cái sản phẩm đó luôn nha cả nhà ha. Cho nên anh chị em mình có mua những sản phẩm đó thì anh chị mình cứ liên hệ thoải mái bên em. Đó là hình em, cả nhà cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em ở trên mô tả anh chị em ha, hoặc là trên tiêu đề. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video. Cả nhà mình yêu thương sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp anh chị ha. Thì em xin phép nhắc lại là 280.000 một giò, một chậu phi 18, nên cả nhà mình cứ chốt thì cứ liên hệ là chậu bà liễu phi 18 anh chị ha. Thì bên em sẽ ship hàng cho anh chị em mình. Rồi, cảm ơn cả nhà đã đến với video anh chị em ơi. Rồi, cả nhà mình đừng quên đăng ký kênh ủng hộ vườn Lan Sĩ nha anh chị em ha.